Đây đợt này hàng về á, anh em là bô á, cái nước sơn rất là đẹp nha. Đây, đây để cho anh em dễ nhìn nè. Hình lon bô với mối hàng luôn. Anh em cũng đã thấy rồi đó. Chứ ba đợt này mình về cũng được rất là nhiều nghe nè. Đây là cây tiêu với cái bát kèm theo. Nói chung là bô là mình giao cho anh em là tới nhà anh em luôn, là có hùng với bát đồ tiêu kèm theo đầy đủ. Bây giờ mình sẽ lấy một cây ngẫu nhiên để mình test cho anh em nghe nha. Đây là cây tiêu của nó nè. Bô này nổ rất là tiếng rất là chuẩn nha nè. Giờ mình sẽ nổ chiếc xe thử. Mình vô cái bô này á sẽ nổ rất là phê nha. Đó. Bô này nổ hầu như là nó phải muốn bị nghẹt, nó không ra tiếng nổi. Giờ mình sẽ lấy một cái bô ngẫu nhiên để mình test nha anh em. Đây lô này về rất là nhiều. Mình lấy một cây để mình test cho anh em. Khi anh em nhận bô mình sẽ bắt sẵn vô hết này nha nè.
Rồi đây, gà xiết. Đây, bắt tiêu xong. Đây là bát kèm heo nha anh em. Sẽ bắt sẵn gì luôn. Tế tay nè mà chỉ bắt vô thôi. Vậy là xong nha anh em. Quá tuyệt vời luôn, bây giờ mình sẽ bắt lên xe nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây là cái bộ ga. Đây có số vào tay của Malai nè, hàng cũng mới về luôn. Anh em có cần thì cứ alo liên hệ mình. Đúng hàng Malai luôn nè, rất là dẻo luôn. Cái này nó có hai bát nha anh em, mình xài cho hắn đùm nha anh em, là hắn đĩa mình về mình cắt bớt cái bát này nha. Hắn đĩa là cắt cái này bỏ. Tài cho xì bo, sa chia gì đây cũng được hết. Rồi xong, bây giờ mình sẽ cho nổ máy nha. Lên qué rất là hay.
Anh em nào có đam mê về hay thì support nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em.